Bạo động túc cầu ở thủ đô Madrid, tên từ Madrid. Người ủng hộ đội túc cầu Atletico Madrid ăn mừng chiến thắng cúp nhà vua đã bạo động trong những giờ vừa sáng ngày hôm nay. Cảnh sát đã dùng dùi cui để giải tán đám đông, tập trung tại khu vòi nước Neptune là nơi mà tập trung truyền thống ăn mừng chiến thắng của các câu lạc bộ túc cầu Tây Ban Nha. Trước đó thì những người ủng hộ câu lạc bộ Atletico đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lần đầu tiên trong vòng thời gian 14 năm qua. Cảnh sát chống bạo động đã bắt đầu giải tán đám đông trước khi xe cứu hỏa đổ tới để dập tắt ngọn lửa của những chiếc xe bị đốt cháy. Đội Atletico Madrid đã ngạc nhiên chiến thắng đội Real và giành được cúp nhà vua lần thứ 10.